Rồi xin chào cái chị nha. Hôm nay có chầu bọt ớt Bangkok, chầu này cây kem xưa. Bọt ớt Bangkok có hai dòng, dòng cánh hở, dòng cánh khít. Cái dòng này cánh khít nha anh chị. Cái này cây tem xưa chọn lọc lại chơi tách chiết cho tới bây giờ. Chầu này thì gồm có 2, 4, 6, 7, 7 thân nha, 7 thân tất cả. Đang đi hai hướng. Mắt mũi còn đủ hết nha anh chị. Mắt mũi còn nguyên hết. Có cái mắt này thì cắt một mắt rồi, còn các mắt khác còn nguyên hết nha. Rồi chậu này là hàng sưu tầm ha. Lâu lâu em mới có chậu thôi. Anh chị nào muốn sưu tầm thì giá là 270 bao ship nhanh toàn quốc nha. Anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ nha. Bọt ớt Bangkok hoa xanh, cánh tròn, cánh rất là dày, cây xưa. Rồi xin chào các chị ạ.